thưa quý vị và các bạn tại việt nam vài năm gần đây việc kích động tụ tập đông người để gây rối trật tự công cộng tiến công lực lượng chức năng phá hoại tài sản nhà nước đã trở thành nghề của một số người tự nhận là nhà dân chủ người yêu nước và do được sự hả hơi tiếp sức của thế lực thù địch ở nước ngoài mà càng ngày nhóm người này càng tỏ ra ngông cuồng trong chương trình trước chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn bài 1 có tiêu đề Phản nước, hại dân và phục vụ mưu đồ chính trị cá nhân. Trong nhóm bài 2 kỳ có tiêu đề chung là Sự thật phía sau những cuộc biểu tình trái phép. Chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài 2 của tác giả Hà Nam có tiêu đề Không để làm rối loạn trật tự xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dựng chuyện, bia đặt, để vu cáo chính quyền và đầu độc dư luận, phối hợp trong ngoài một cách chặt chẽ, tuyên truyền và kích động có bài bản, tài trợ tiền bạc, cung cấp và hướng dẫn chế tạo vũ khí, tạo cớ để nước ngoài có điều kiện giúp đỡ can thiệp, quảng bá biểu tình ôn hòa, tự phát, song ngang nhiên sử dụng bạo lực để phá hoại. Vốn là kịch bản quen thuộc của cái gọi là cách mạng đã diễn ra ở một số nước. Tại Việt Nam, quá trình chuẩn bị của một số cuộc tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng vừa qua đã cho thấy các dấu hiệu của kịch bản này. Ngày 16 tháng 8 năm 2018, trong cái gọi là bàn tròn tổ chức trên trang tiếng Việt của BBC về chủ đề biểu tình ở Việt Nam, bên cạnh một số ý kiến không có gì mới, có ý kiến có thể gọi là kỳ quái của một tiến sĩ kinh tế, song từ lâu không còn làm chuyên môn mà đã đổi nghề để thành bình luận ra. Bằng xảo thuật của thuyết âm mưu, người này bịa ra thông tin các cuộc biểu tình vào tháng 6 năm 2018 do nhóm quan chức không thích luật đặc khu, phe cánh trong công an, chính quyền đứng sau giật dây. Phải nói rằng, đây là một thủ đoạn rất nham hiểm, vì với sự bịa đặt đó, ông ta nhắm tới ba mục đích. Đổ lỗi cho chính quyền, bịa đặt mâu thuẫn nội bộ Biện hộ cho mấy kẻ lâu nay vẫn tự nhận là nhà dân chủ, người yêu nước. Một trong các lý do để ông ta vin vào là trước ngày mùng 10 tháng 6 năm 2018, ngày xảy ra một số cuộc tụ tập đông người ở Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh là toàn bộ giới đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước không kêu gọi biểu tình. Chỉ riêng với điều này cũng có thể thấy ông ta đã cố tình lấp liếm xuyên tạc, thậm chí đổi trắng thay đen sự thật trắng trợn như thế nào. Bởi đầu tháng 6 năm 2018, sau khi có thông tin Quốc hội thảo luận về hai dự thảo luật an ninh mạng và dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, ngay lập tức trên internet xuất hiện cái gọi kêu gọi phản đối với những quy chụp là bịt miệng người dân là nguy cơ đánh mất chủ quyền, nhằm biến luận điệu này trở thành liều thuốc độc đầu độc dư luận. Cái gọi là nhóm đô thành Sài Gòn đã lập tức phát động biểu tình với sự hỗ trợ đắc lực của tổ chức khủng bố Việt Tân, cùng các nhóm gọi là nhật ký yêu nước, nhật ký biểu tình, đồng thời một số kẻ như William Nguyên từ nước ngoài vào Việt Nam để tham gia. Tiếp đó, ngày 7 tháng 6 năm 2018, Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã lên Internet hiệu triệu quốc dân Việt tổng biểu tình toàn quốc và toàn cầu. Điểm đáng chú ý của các tổ chức phản động này là không chỉ có người Việt Nam ở nước ngoài mà gồm cả một số người Việt Nam ở trong nước. Trước khi sự kiện diễn ra, trang Facebook của một số người tự nhận là nhà dân chủ, người yêu nước cùng trang mạng của tổ chức họ tham gia đều tích cực tiếp âm, khuếch đại luận điệu vu cáo chính quyền. Vì nhẹ dạ cả tin, không kiểm chứng, thậm chí không biết dự luật là gì và lại nhận tiền của kẻ xấu mà một số người đã hùa theo họ vi phạm pháp luật. Để rồi sau khi nhận thức rõ vấn đề ăn năn và cam đoan sẽ không tái phạm, phần lớn người bị cơ quan chức năng ở Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ đã được cho phép về với gia đình. Xét từ các sự kiện tụ tập đông người và gây rối trật tự công cộng, hoặc tổ chức khủng bố xảy ra gần đây, không khó để thấy sự móc nối trong nước, nước ngoài diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Tháng 7 năm 2018, sau khi điều tra làm rõ vụ nổ tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 8 đối tượng là thành viên tổ chức phản động Triều Đại Việt đã nhận tiền từ nước ngoài để hoạt động khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, mua bán trái phép chất nổ. Lập tức cả cầm đầu tổ chức này là Ngô Văn Hoàng Hùng, quốc tịch Canada, công khai thừa nhận, dọa dẫm tiếp tục phá hoại, tiếp tục móc nối, kích động một số người lêu lồng, bất mãn chế độ, túng thiếu tiền bạc để nói xấu chế độ kích động biểu tình. Ngày 30 tháng 8 vừa qua, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an phối hợp Công an địa phương đã bắt giữ thêm 7 đối tượng, cũng là thành viên của Triều Đại Việt. Tương tự là tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân, quốc tịch Mỹ cầm đầu. Với chủ trương viết sạch, đốt sạch, phá sạch, tổ chức này nhiều lần cử người về nước móc nối cung cấp tiền bạc để lập nhóm vũ trang lập danh sách một số cán bộ lãnh đạo chính quyền để lên kế hoạch ám sát và đã tiến hành khủng bố tại Biên Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất. Năm 2017, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét xử 15 đối tượng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vì có hành vi hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân, hủy hoại tài sản. Ngày 22 tháng 8 năm 2018 vừa qua, tại phiên tòa sơ thẩm với tội danh nêu trên, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 12 bị cáo là thành viên tổ chức do Đào Minh Quân cầm đầu. Trong đó có hai người Mỹ gốc Việt Nam là Nguyên Diêm Han, Phan Enzo, bị kết án 14 năm tù và họ sẽ bị trục xuất ngay sau khi chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam. Riêng với tổ chức khủng bố Việt Tân, từ ngày thành lập lực lượng vũ trang xâm nhập Việt Nam và sau cái chết thê thảm của kẻ cầm đầu là Hoàng Cơ Minh đến nay, không chỉ báo chí ở Việt Nam, mà báo chí của người Việt ở nước ngoài, báo chí của người Mỹ đã nhiều lần vạch trần âm mưu tội ác của Đỗ Hoàng Điểm, Lý Thái Hùng và đồng bọn gây ra tại Việt Nam và Mỹ. Gần đây, để che giấu mưu đồ và tội ác, Việt Tân mở rộng phạm vi hoạt động, mở rộng ảnh hưởng bằng cách lập ra các tổ chức ngoại vi như Voice, SBTN, Họp mặt Dân Chủ, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Tự Do, tập hợp vì nền dân chủ, phụ nữ vì nhân quyền Việt Nam. Dư luận cũng đã chỉ rõ một số tổ chức như Mạng lưới Blogger Việt Nam, Hội Anh Em Dân Chủ, Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, cũng là tổ chức ngoại vi của Việt Tân. Trong các cuộc tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng vừa qua, nếu không đứng ra khởi xướng thì tổ chức này cũng rất hăng hái hưởng ứng, nên Việt Tân đã không thể giấu được bàn tay bẩn thỉu của mình sự kiện ngày 30 tháng 8 năm 2018, Công an tỉnh Bình Định bắt giữ Lê Quốc Bình, thành viên Việt Tân, với nhiều vũ khí đạn dược tài liệu có nội dung chống nhà nước Việt Nam, cho thấy Việt Tân đang tỏ ra ngày càng ngông cuồng hơn. Trong cố gắng liên kết, số người tự nhận nhà dân chủ, người yêu nước, không e ngại bắt tay với các thế lực thù địch ở nước ngoài. Họ không chỉ cổ vũ người sử dụng cờ vàng, hoạt động chống phá, mà khi ra nước ngoài Họ công khai đứng dưới cờ vàng như thể hiện xu hướng chính trị. Đồng thời, mỗi khi ở Việt Nam xuất hiện vấn đề có thể cản trở hoạt động, lập tức họ lưu loa kêu gọi nhằm mưu cầu sự can thiệp bảo vệ từ các tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ), phóng viên không biên giới (RSF), một số sứ quán nước ngoài ở Việt Nam, một số chính khách thiếu thiện trí với Việt Nam ở một số quốc gia và rất nhanh chóng các cơ quan truyền thông rfa bbc voa rfi cũng hòa vọng phụ họa binh vực lợi dụng họ nhằm vu cáo việt nam điều này lý giải tại sao trong hơn một tháng sau khi thành viên các tổ chức khủng bố việt tân chính phủ quốc gia việt nam lâm thời ở nước ngoài như thích thông lai lý gia phạm tân thái benny trương kêu gọi tổng biểu tình mùng hai tháng chín thì lập tức trang mạng, blog, facebook của một số tổ chức phản động ở trong nước và một số nhà dân chủ, người yêu nước, hưởng ứng nhiệt tình, thậm chí hướng dẫn cách làm bom xăng để tiến công, phong tỏa, làm tê liệt trụ sở cơ quan nhà nước, kêu gọi tổng đình công, tiến hành gây ách tắc giao thông, truyền bá bí quyết phòng thân cho người chưa có kinh nghiệm biểu tình, xác định địa điểm tiến hành biểu tình, thông báo sẽ có nhiều phóng viên trong nước và ngoài nước âm thầm theo dõi diễn biến. Vì mưu đồ ấy, họ không bận tâm đến hệ lụy, sẵn sàng đưa đất nước vào cảnh rối loạn, đẩy nhân dân vào nguy cơ kiệt quệ, nổi ra đấu thịt, hỗn loạn đầy máu và nước mắt như đã xảy ra tại một số nước sau khi diễn ra các cuộc cách mạng. Vì thế, sau thất bại thảm hại của việc phát động tổng biểu tình vào ngày 30 tháng 4, ngày mùng 2 tháng 9, các tổ chức phản động ở nước ngoài và một số nhà dân chủ người yêu nước bắt đầu tìm nguyên nhân thất bại. Nực cười là họ quy nguyên nhân vào việc bị chính quyền đe dọa như Linh Mục Lê Ngọc Thanh, người xăng sái kêu gọi tổng biểu tình, đã nói khi trả lời phỏng vấn phát trên mạng ngày 3 tháng 9 năm 2018. Cũng khi trả lời phỏng vấn, Linh Mục này phải thừa nhận thực tế thất bại vì người quyết liệt không nhiều thấy mình quá nhỏ bé, quá cô đơn, không dám dấn thân mà chỉ cổ động phong trào. Còn người tham gia thì rảnh rỗi sinh nông nổi. Xong căn cứ vào việc Linh Mục Lê Ngọc Thanh khuyến cáo rằng muốn tổng biểu tình không thất bại, phải đầu tư không nhất thiết tổ chức vào ngày nghỉ, phải xác định rõ mục tiêu, phải thay đổi cách tuyên truyền. Có thể thấy, mưu đồ của các thế lực thù địch, một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí đối với Việt Nam không thay đổi mà ngày càng thâm độc, quỷ quyệt. Do đó, chúng ta phải hết sức cảnh giác, chủ động nắm bắt tình hình, có phương án phù hợp, hiệu quả cả trước mắt và lâu dài. Để chủ động ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động chống phá, gây dối, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, sự bình yên cho cuộc sống của người dân, giữ nghiêm kỷ cương phép nước, bên cạnh thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó mỗi người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, tỉnh táo trước mọi âm mưu thủ đoạn của những kẻ xấu và thiếu thiện trí. Cần có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị của các cấp ngành, các địa phương, nhất là chú ý vai trò của tuyên truyền giáo dục theo chiều rộng, chiều sâu. Với lợi thế của mình, hệ thống truyền thông cần giúp nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc về bản chất, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước là luôn vì ít nước lợi dân, toàn dân cần đồng lòng, nỗ lực cùng Đảng và Nhà nước giữ gìn bảo vệ chủ quyền đất nước, hiểu rõ bản chất âm mưu của các thế lực thù địch, linh hoạt ứng phó với mọi tình huống, nắm vững bản chất các sự kiện, vấn đề, hiện tượng mới nảy sinh để có thể định hướng cho mình và người thân, bạn bè xung quanh. Từ đó góp phần cùng toàn dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài Không để làm rối loạn trật tự xã hội của tác giả Hà Nam trong nhóm bài hai kỳ có tiêu đề chung là Sự thật phía sau những cuộc biểu tình trái phép. Bài đăng trong mục bình luận phê phán Báo Nhân dân. Chương trình tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.